ngày 22 tháng 8, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia Trung đoàn phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thăng Long, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Trung Liệt, quận Đống Đa và phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội tổ chức chương trình trao 200 túi an sinh cho 200 người nghèo, người yếu thế, người dân đang gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19. Mỗi túi gồm gạo, dầu ăn, gia vị, trứng và các loại thực phẩm tươi, rau củ quả, trị giá 250.000 đồng một suất, tiếp sức cho người dân vượt qua đại dịch. Hoạt động nằm trong chương trình triệu túi an sinh do Trung đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức nhằm tiếp tục chăm lo, hỗ trợ người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Theo đó, các cấp bộ đoàn, hội sẽ phối hợp với các đơn vị đồng hành trao tặng túi quà an sinh để hỗ trợ người dân, tập trung vào các nhóm đối tượng, người dân có hoàn cảnh khó khăn, các hộ dân thuộc diện nghèo, cận nghèo, thanh niên công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất bị mất việc làm, thanh thiếu nhi, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo, người dân và thanh thiếu nhi hoặc gia đình có người thân là F0, F1 có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi túi an sinh là túi lương thực, thực phẩm, đủ dưỡng chất sử dụng trong vòng một tuần hoặc túi thuốc cơ bản phòng chống dịch COVID-19 trị giá 250.000 đồng một túi. Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ phát động cái chương trình triệu túi an sinh nhằm trao tặng những các cái phần quà an sinh cho những cái người dân mà gặp khó khăn trong cái bối cảnh của dịch bệnh COVID ở tại nhiều các cái tỉnh thành, đặc biệt là trong những cái tỉnh thành mà đang thực hiện giãn cách. Mỗi một cái túi quà an sinh xã hội sẽ gồm 250.000 đồng và được huy động từ các cái nguồn lực của đoàn viên, hội viên, thanh niên cũng như cái sự đóng góp của các cái tổ chức cá nhân cùng đồng hành. Và ngay ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay thì chúng tôi đã thực hiện hơn 6.000 túi quà an sinh xã hội để mà trao cho hơn 6.000 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở tại các tỉnh miền thành miền Nam cũng như là ở tại Hà Nội. Trong thời gian vừa qua thì để trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của phường đã cùng chung tay kêu gọi các tổ chức, cá nhân, những nhà hảo tâm để quan tâm tới người dân trên địa bàn phường Ngọc Hà, đặc biệt là các hộ khó khăn, các hộ là những người ở làm thuê ở ngoại tỉnh về ở trọ trên địa bàn và những người bị mất việc làm do ảnh hưởng dịch bệnh COVID. Có thể nói từ đầu thời gian giãn cách đến giờ thì phường Ngọc Hà chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều các sự quan tâm, ưu ái của các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm. Đến thời điểm này thì trên địa bàn của phường tất cả các hộ có hoàn cảnh rất khó khăn rồi các gia đình ở trọ thì họ cũng đã, và những trường hợp ảnh hưởng bệnh dịch COVID-19 cũng đã được nhận đầy đủ các cái suất quà cũng như là đảm bảo không đứt bữa và những nhu yếu phẩm thiết yếu, và hơn 2.000 suất quà cũng đã được chuyển tới tay các hộ gia đình này. Thời gian triển khai chương trình từ ngày 20 tháng 8 năm 2021 đến khi Việt Nam công bố hết dịch COVID-19,